Thế đấy, con với chả cái. Ui chao ơi, Bố, con cái nhà ai đi lạc vào nhà tôi thế này? con gái của ông Lượng bà Hằng đấy. Thật à? Không nhầm à? Không. Trời ơi, hạnh phúc quá. Sau sinh nhật mà có mỗi bánh gato thôi hả? Con đơn điệu quá. Bố đừng có bảo đơn điệu. Đây là bánh con tự làm đấy. Con đang hoàn thành nốt mà. Trời ơi, giỏi thế nhỉ? Tự tay con trang trí đấy à? Tuyệt vời. Sao mà con giỏi thế? Hôm nay nhá, là sinh nhật của một người vô cùng đặc biệt. Thế nên là đích thân con phải tự vào bếp trang trí bánh. Yeah. Cuối cùng vẫn chỉ có con gái Diệu là nhớ đến mình. Chiếc bánh sinh nhật nó làm tuy không được đẹp nhưng chứa đầy tình cảm, thật xúc động. Bố ơi, bố làm sao thế ạ? Bố không làm sao đâu, bố không làm sao cả. Mai ơi, bố đã suy nghĩ rất kỹ rồi và bố đã quyết định là sau này bố sẽ di chúc thừa kế cho con cái căn nhà này nhé. Nhưng mà tại sao bố lại nói thế ạ? Bởi vì con là đứa con gái thông minh, giỏi giang, biết quan tâm đến người khác hơn hẳn mẹ và anh của con. Còn gì nữa không ạ bố? Bởi vì con còn nhớ ngày sinh nhật của... Của anh Mạnh. Cái đấy thì con biết mà. Hôm nay là sinh nhật của anh ấy nên là con đã tự tay làm bánh đấy bố. À bố ơi, tối nay sinh nhật anh ấy, bố đi dự sinh nhật anh ấy cùng với con nhé, cho con đỡ ngại nhé bố. Bố. Lạ thật. Ui giời, đi đâu hết cả, quán xá thì không ai trông. Lạ thật đi. Ôi giời ơi. Lôi. Ui ra cái. Ui. Cái gì đây? Đau rồi. Ôi. À ôi đau quá. Ui giời ơi. Đây rồi, may quá. Tí nữa thì bỏ phí mất cơ hội vàng anh ạ. Ôi trời ơi. Vợ đẩy chồng ngã dập cả mông, đau hết cả lưng này, không quan tâm đến chồng. Thôi anh đi làm sao à? Đứng lên. Sống chết thế nào à? Cứ làm như trẻ con không bằng ấy. Nhưng mà làm cái gì mà vội thế? Đây, em có cái voucher mua túi hàng hiệu săn vào giờ vàng đấy, không kịp là chết đi mất cơ hội. Em đi đã nhá. Anh này, em. Ui giời. Thế đây chị. Sao cái số tôi nó lại khổ thế không biết. Hai đứa con thì không nói làm gì rồi, nhưng mà bây giờ đến vợ cũng không thèm quan tâm, không thèm hỏi han gì đến mình nữa. Hay có lẽ là mình già rồi nên hay cả nghĩ. Không được, hôm nay là ngày đặc biệt, không thể đối xử bất công với tôi như thế được. Mai, Mai ơi. Dạ. Ra trông quán cho bố. Con đang rửa tay. Nhanh lên, bố đi công việc này. Nghĩ mà nó chán. Chán lắm ông ạ. Sao lại thở dài thế? Ui, lại giờ giờ ngương rồi. Con chào hai bác. À, chào hai cháu. Bác cho con hỏi một tí với. Ừ, à, hỏi con đang cháu ship quà sinh nhật này đến số nhà 12. Thì bác chỉ giúp con được không? Số nhà 12. Này. Dạ. Không có sinh nhật sinh nhẽo gì cả. Ở đây không có số nhà 12. Dạ, đi. Vâng. Đi. Sinh nhật với cả sinh nhẽo. Bực cả mình. Đi. Hủy hàng. Ông làm cái gì thế à? Sao đuổi thằng bé? Đúng rồi. Ông cáu về cái vụ sinh nhật chứ gì. Thế hóa ra là ông cũng nhớ à? Tưởng ông cũng quên đấy. Đấy, thế mới có khổ thân tôi không? Bây giờ tôi ở trong nhà như là người tàng hình ấy, có cũng như không, chả ai thèm để ý đến cái ngày sinh nhật của tôi cả ông ạ. Nghĩ buồn. Chắc họ không quên đâu, hay là họ muốn làm ông bất ngờ. Có mà bất kham thì có.
mà tôi đã gợi ý đến nơi đến chốn. Cầm cả cái quyển lịch lên, giờ cái ngày sinh nhật của tôi ra. Thế mà vợ tôi cứ mần thinh coi như là không biết gì. Thế mới đau không chị? Ông nói thì tôi lại giật mình nhá. 2 tháng nữa là đến sinh nhật của tôi rồi. Chắc là vợ con chả nhớ gì đâu. Buồn cho cái thân già anh em mình lắm. Đấy, ông thấy không? Tâm hồn thì như 30, vậy mà tuổi tác đã về đầu 6. Ôi chao ôi, sao tôi sợ cái tuổi già quá ông ạ. Người ta cũng ở tuổi mình mà sao người ta vui vẻ thoải mái thế? Hết du lịch 5 châu 4 bể, còn mình thì cứ quanh quẩn xó nhà, lặng lẽ nhìn vợ nhìn con. Sao cái tuổi già nó cô đơn đáng sợ thế hả ông? Người ta vui ấy, vì người ta có tiền có của, hiểu chưa? Chứ tôi với ông cũng thế thôi. Mà nói đi nói lại ấy, thì mình tất cả là vì gia đình, vì vợ, vì con. Trong lúc ấy thì mình lại bỏ bê bản thân mình. Rồi, tôi thấy bọn trẻ nói đúng. Phải biết sống vì bản thân mình, phải biết yêu thương bản thân mình hơn, phải tập làm quen với sự cô đơn. Ông nói đúng lắm. Cả đời chúng ta cứ suốt ngày nhịn ăn, nhịn mặc, ki cóp từng đồng để lo cho vợ, cho con, cho gia đình. Đấy, thế mà về gia đình ý, thì không ai thèm để ý đến cái ngày sinh nhật của mình ý. Nghĩ nó có tủi thân không? Này, đàn ông ấy thì mình phải mạnh mẽ lên. Nếu ấy mà họ không để ý gì đến mình thì mình mắc mớ gì mà quan tâm tới họ. Theo tôi nha, từ nay ấy, ông cứ thoải mái lên. Thích ăn gì thì ăn, thích uống gì thì uống, thích đi chơi đâu thì cứ đi, không làm gì phải quan tâm họ nữa là được. Ông nói đúng lắm. Tôi biết tôi phải làm gì rồi. Ông chuẩn bị đồ đi. Tôi chạy về nhà lấy cái xe, kiếm tí mồi về nhá. Ừ, được. Hôm nay tôi sẽ tới bến với ông. Đây. Hôm nay sao anh lại mua nhiều hoa quả thế? Có gì đâu mà nhiều hả cô? Tại vì chị Hằng chị vừa qua đây, chị mua cả một lố rồi. Thế à? Thế dạo này quán cà phê nhà anh đông khách lắm à? Mà mua nhiều thế này? Cũng bình thường thôi cô ạ.